mỗi mét vuông ở bốn mươi giây thì thật là đáng quý đối với các cầu thủ có mặt ở trên sân. Điều chỉnh sa phích sẽ thể hiện quả đá phạt này cho Malaysia. Thủ thành Marcus Alisson đang khiếu nại về những ánh đèn laser rọi thẳng mặt mình. Đã rất nhiều lần trong trận này, anh cùng đồng đội đã có những ý kiến như vậy với cầu trọng tài. Và bây giờ thì các thủ Indonesia đang rời khỏi sân để phản đối với những đèn laser như vậy từ khán đài của Bukit Jalil. Cuối cùng thì điều đó cũng đã trở thành hiện thực như lời phát biểu của quan chức Indonesia trước khi trận đấu diễn ra. Nếu như khán giả Malaysia vẫn cứ thực hiện những hành động như vậy thì ngay lập tức Indonesia sẽ rời khỏi sân và không thi đấu. Một chi tiết đặc biệt đã xuất hiện tại sân Bukit Jalil, không phải là bàn thắng mà lại là việc các thủ Indonesia đã rời khỏi sân và trọng tài cũng đã đồng ý cho họ làm điều đó khi mà những ánh đèn laser vẫn cứ liên tục rọi thẳng mặt của Marcus Harrison. Lần đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết của giải vô địch Đông Nam Á thì một trận đấu đã bị hoãn bởi một lý do đến từ phía các cổ động viên. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi các quyết định của giám sát trận đấu và giám sát trọng tài. Nhưng bây giờ thì trọng tài người Nhật Bản cũng đã đưa quyết định là hai bên sẽ không thể tiếp tục thi đấu trong một điều kiện như thế này, khi mà thủ thành Marcus Harrison của Indonesia liên tục là người gặp bất lợi. Sự căng thẳng đã xuất hiện ngày càng lớn hơn. Những tình tiết như vậy đã ngoài nhà trong trận đấu đầu tiên khi mà Indonesia liên tục đưa ra lời phản đối. Marcus Harrison là người phản ứng mạnh mẽ nhất với những đèn laser rọi vào mặt mình. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn một cách nặng nề hơn thì rất có thể Malaysia sẽ gặp phải bất lợi với những cam kết từ liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Và ngay cả những quả pháo đã được ném xuống sân Bukit Jalil